Nghệ sĩ Tài Linh lộ diện sau 18 năm mai danh ẩn tích, cuộc sống bên Mỹ không như khán giả tưởng tượng. Cách đây vài ngày, nghệ sĩ Tài Linh bất ngờ xuất hiện trong lễ cúng của nghệ sĩ Ngọc Đáng tại Mỹ. Không còn đi hát nữa, nữ nghệ sĩ hiện tại có mái ấm hạnh phúc, vui vẻ tuổi xế chiều bên con cháu. Đây là lần hiếm hoi giọng ca mưa bụi xuất hiện trước công chúng. Đặc biệt, nữ ca sĩ ôm trầm, bật khóc khi hội ngộ với nữ danh ca Ngọc Huyền. Dù đã 60 tuổi nhưng nghệ sĩ Tài Linh vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Dù sống khép kín nhưng nữ nghệ sĩ vẫn giữ được mối quan hệ thân tình với các anh chị em nghệ sĩ một thời. Chia sẻ với báo chí, Ngọc Huyền tiết lộ thêm về cuộc sống của đàn chị. Chị Tài Linh hạnh phúc lắm, gia đình có con cháu đông đủ, giờ đã là bà nội. Chị ấy hiện tại rất khỏe mạnh nhưng không chịu đi hát. Hồi anh Vũ Linh qua Mỹ năm 2018 có mời chị ấy đi hát nhưng chị ấy không tham gia. Hai anh chị ấy là tri kỷ trong âm nhạc. Khi anh Linh qua, chị Linh đón về nhà, đi chơi, đi ăn uống nhưng chị không chịu đi diễn chung. Dù không chịu đi hát nhưng mà Tài Linh không tuyên bố giải nghệ, tôi không biết lý do là vì sao. Tài Linh từng là một trong những ngôi sao của sân khấu cải lương miền Nam, cô đã từng ghi dấu ấn khi là đào chánh của nhiều đoàn hát nổi tiếng vào thời điểm đó. Đặc biệt, nữ ca sĩ được yêu mến qua các vở tuồng kinh điển như Trạm Trịnh Ân, Phục Uy Đình, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, Thái Bình Công Chúa, Bích Vân Cung Kỳ Án. Tài Linh cũng là tên tuổi sáng giá khi kết hợp cùng với nhiều nam nghệ sĩ, trong đó bộ đôi Tài Linh-Vũ Linh từng làm nao lòng những người yêu mến cải lương một thời. Giữa lúc đang đỉnh cao của sự nghiệp, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh bất ngờ sang Mỹ định cư cùng với chồng vào năm 2004 theo diện đoàn tụ gia đình. Gia đình của cô được cha chồng bảo lãnh. Lúc rời Việt Nam thì Kubi, tức là con trai của cô tên thật là Đoàn Duy An, mới chỉ 23 tuổi. Hiện nay, chàng trai này đã là cha của hai cô bé và Tài Linh đã lên chức bà nội. Thời điểm ấy, anh chị em nghệ sĩ cảm thấy rất tiếc nuối cho cô, song mọi người đều tôn trọng ủng hộ quyết định của Tài Linh. Những năm đầu tiên sang Mỹ, cô sinh sống bằng nghề làm móng và trang điểm tại Victory. Cô tâm sự, tôi ra đi bỏ lại sân khấu, bỏ lại người bạn diễn tuyệt vời như anh Vũ Linh, đôi lần khiến cho tôi chạnh lòng. Cứ đến chập tối là tôi muốn khóc. Thực tế là tôi quá buồn vì sống và làm việc trong khu người nước ngoài nhiều hơn người Việt Nam, ngôn ngữ cách biệt, nghĩ đến con đường đi hát là cảm thấy mịt mờ. Tài Linh xúc động kể lại. Trên sân khấu cải lương, bộ đôi Vũ Linh Tài Linh là cặp đôi đào kép ăn khách nhất của miền Nam trong những năm 90. Họ đã hát cùng nhau đúng 16 năm, có hàng ngàn băng đĩa cổ nhạc chung, được khán giả yêu mến và mến mộ. Nghệ sĩ ưu tú Tài Linh còn được mệnh danh là bà hoàng băng đĩa. Tên Tài Linh kết hợp với hãng đĩa nào thì băng đĩa đó chắc chắn sẽ được bán chạy khắp nước. Trải qua 3 năm vừa học vừa làm thuê tại Mỹ, cuối cùng nữ nghệ sĩ đã mở được một tiệm nail cho riêng mình. Sau này khi tiệm đi vào hoạt động ổn định, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh cũng bắt đầu nhận một vài show diễn nhỏ để đỡ nhớ nghề. Song song với đó, bà đăng ký học chuyên ngành thẩm mỹ và còn chăm chỉ học tiếng Anh. Khi được nghe kể về khoảng thời gian lập nghiệp khó khăn của Tài Linh tại nơi xứ người, không ít khán giả đã phải nghẹn ngào. Hiện tại ngoài công việc kinh doanh của tiệm, nữ ca sĩ còn là một người vợ, một người mẹ, một người bà nội hiền lành và đảm đang. Được biết, chồng của cô là nhạc sĩ Viết Cường, là một người bạn của Tài Linh thời trung học. Chung sống cùng với chồng hơn 30 năm vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh có vẻ vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô đã từng chia sẻ, tôi là người giản dị, không đòi hỏi quá cao. Với tôi, nổi tiếng hay không thì cũng như vậy thôi, chỉ cần sự bình yên cho gia đình là đủ. Tôi hài lòng với những gì mà mình đang có. Đi hát không còn là cái nghề mà là cái nghiệp rồi. Mỗi khi có cơ hội trở về nước, Tài Linh vẫn chăm chỉ thực hiện các công tác thiện nguyện giúp đỡ người dân. Năm 2011, Tài Linh đã từng trở về Việt Nam thực hiện live show được đông đảo khán giả ủng hộ. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, tâm trạng của tôi khó tả lắm, tôi chỉ mong nhanh chóng về Việt Nam để thăm mẹ tôi, bà luôn mong đứa con gái xa xứ trở về. Khi tôi làm mẹ, giờ làm bà nội, tôi càng hiểu hơn ý nghĩa của hai từ trách nhiệm. Hát đối với tôi là một giấc mơ không bao giờ nguôi trong những năm tháng sống trên đất khách. Tôi đã có một thời vàng son, bỗng dưng buông bỏ tất cả, hướng sang một cuộc sống mới khác lạ. Bây giờ tôi sẽ được hát trên quê hương mình, sẽ được nghe từng hơi thở, nhìn rõ từng nụ cười, ánh mắt của khán giả. Nói về sự kiện này, nghệ sĩ Kim Tử Long đã từng tâm sự. Lần đầu tiên Tài Linh về nước làm live show tại Hà Nội, khán giả đến chật kín cả khán phòng. Điều đó chứng tỏ sau rất nhiều năm xa đất nước, chị vẫn có sức hút rất lớn. Ông xã của chị Tài Linh làm công ty, còn Tài Linh mở một tiệm nail, có lẽ bận rộn với công việc kinh doanh nên nữ nghệ sĩ rất ít đi hát. Nghệ sĩ ưu tú Tài Linh sinh năm 1956 tại Sài Gòn, chị cũng là nghệ sĩ hiếm hoi không dùng mạng xã hội, do đó những fanpage mang tên của chị đều là do người hâm mộ tự lập. Tài Linh tên thật là Huỳnh Thị Phú Nhuận, cha mẹ là chủ tiệm may Ngọc Châu chuyên may Âu phục rất nổi tiếng tại Sài Gòn. Tài Linh có 7 anh chị em, 3 người theo nghề hát và cùng nổi danh. Chị của cô là nữ nghệ sĩ Tài Lương, đoàn ca cải lương Sài Gòn 3. Tài Lương đã cùng với chồng là nghệ sĩ Minh Tâm đi định cư tại Pháp hồi tháng 5 năm 1981. Kế đó là nghệ sĩ Tài Linh và em trai tên là Huỳnh Trung Đức sinh năm 1964, nghệ danh là Chí Linh.
vợ của Chí Linh là nữ nghệ sĩ Vân Hà, con gái của soạn giả Vân An. Tài Linh theo nghề hát cải lương do hoàn cảnh thúc đẩy, chứ không phải là do Tài Linh thích cổ nhạc, xin gia đình cho đi học cổ nhạc như là trường hợp của Vũ Linh, Kim Tử Long hay là Ngọc Huyền. Năm 1977, cha của Tài Linh bị bệnh, mất. Thời buổi này tiệm may Âu Phục ế ẩm, bà mẹ đã giao cho cô con gái lớn quán xuyến tiệm may, bà dẫn Tài Linh, Chí Linh và đứa con gái út về quê Bến Tre để sinh sống. Chị của nghệ sĩ Tài Linh là nghệ sĩ Tài Lương, đi hát ở đoàn cải lương Sài Gòn 3, khi có dịp sẽ về Bến Tre thăm mẹ và các em. Cuộc sống ở dưới quê khó khăn nên Tài Lương đã đưa Tài Linh về Sài Gòn làm nhân viên bán vé của đoàn cải lương Sài Gòn 3. Năm 1977, Tài Linh được 21 tuổi, cô thường ca tân nhạc trong các dịp sinh hoạt thanh niên trong đoàn cải lương Sài Gòn 3. Cô được các nghệ sĩ trong đoàn như Thanh Điền, Thanh Kim Huệ khen ngợi. Các nữ nghệ sĩ Lan Chi, Thúy Lan đã dạy cho Tài Linh ca cổ nhạc. Tài Linh may mắn được các nghệ sĩ đàn chị như Thanh Điền, Thanh Kim Huệ, Thúy Lan, Lan Chi, Hề Thanh Việt trong đoàn cải lương Sài Gòn 3 chỉ dạy nghệ thuật ca diễn, nên Tài Linh đã diễn xuất thành công với vai diễn đầu tiên trên sân khấu của đoàn Sài Gòn 3 là vai Mai trong vở Mái Tóc Người Vợ Trẻ và vai Sa Rong trong vở Tình Ca Biên Giới. Tài Linh nghĩ đến người cha đã mất nên cô đã lấy tên cha Ngọc Châu để làm nghệ danh của chính mình. Ngọc Châu lúc này có nét đẹp thủy mị như một con búp bê nhỏ, dễ thương, giọng ca thì cao vút, nhưng khi diễn chung với hai ngôi sao sân khấu rất nổi tiếng, Thanh Kim Huệ và Tài Lương, thì Tài Linh có nghĩa là Ngọc Châu lúc này thì không thể nào bật sáng lên được. Năm 1981, dịp may mắn đã đến với Ngọc Châu khi nghệ sĩ Quốc Trầm, bầu trưởng của đoàn cải lương Nha Trang đã mời Ngọc Châu về làm đạo chính. Ngọc Châu thay đổi nghệ danh thành Tài Linh. Từ năm 1981 cho đến năm 1988, trong 7 năm liên tục, Tài Linh đã là đạo chính của các đoàn hát khác nhau. Đến năm 1989, Tài Linh được đoàn cải lương Minh Tơ mời về hát thế vai cho nữ nghệ sĩ Thùy Dương vì Thùy Dương theo chồng định cư tại Canada. Đây là một dịp rất may mắn chắp đôi cánh thiên thần cho Tài Linh bay cao mãi trên bầu trời nghệ thuật. Vốn xuất thân là một nghệ sĩ cải lương nhưng được sự động viên của nhà sản xuất Hữu Minh, nhạc sĩ Minh Vi, chị đã thử sức hát nhạc trữ tình và bolero. Và ngay lần đầu tiên xuất hiện trong Mưa Bụi, nữ nghệ sĩ lập tức được khán giả yêu thích nồng nhiệt. Ca khúc Mưa Bụi 1 cũng do chính Tài Linh hát cùng với nghệ sĩ Ngọc Hải. Hiện nay, dù đã ở tuổi 64, Tài Linh đã ổn định cuộc sống vì bận rộn với công việc quản lý tiệm nail và tuổi cũng đã cao, sức khỏe không còn được như trước nên cô rất ít khi đi hát. Không chỉ khán giả bồi ngùi tiếc nuối khi nghệ sĩ ưu tú Tài Linh quyết định rời bỏ sự nghiệp trong thời kỳ đỉnh cao để định cư tại Mỹ, tuy nhiên khán giả vẫn luôn tôn trọng quyết định của Tài Linh, cho rằng với một người phụ nữ trí thức như bà, chắc hẳn bà làm điều gì đều có lý do riêng của mình. Và quan trọng nhất, khán giả ở khắp nơi, ở Việt Nam và hải ngoại, luôn luôn ủng hộ mỗi khi có sự xuất hiện của Tài Linh.